nam thanh niên lừa hàng loạt quý bà vào nhà nghỉ rồi khoáng sạch tài sản. Sau khi làm quen qua Facebook, thường rủ các quý bà vào nhà nghỉ để tâm sự rồi khoáng sạch tài sản. Sau đó biến mất. Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ Thường về hành vi trộm cắp tài sản. Chiều ngày 28 tháng 3, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thường, 29 tuổi, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, năm 2017, Thường chấp hành xong án tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi đi học nghề lái máy xúc. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Thường thất nghiệp nên nảy sinh ý định dùng mạng xã hội tìm các cô gái tâm sự. Sau đó hẹn gặp rồi tìm cách lấy trộm tài sản. Thường dùng Facebook cá nhân lên nhóm Hội Độc Thân làm quen, thả thính. Khoảng tháng 12 năm 2021, qua nhóm này, Thường quen với một phụ nữ tên L, quê ở Bắc Giang, lên tận Bắc Giang để gặp và rủ chị L vào nhà nghỉ tâm sự. Lợi dụng lúc bạn gái đi tắm, Thường lấy trộm điện thoại, 2 triệu đồng và xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Chiếc xe sau đó Thường mang đi cầm cố lấy 15 triệu đồng. Tiếp đó, sau khi làm quen, Thường rủ chị M, trú quận Hà Đông, Hà Nội, vào nhà nghỉ để yên tĩnh nói chuyện. Khi chị M vào nhà vệ sinh thay đồ, Thường lấy chiếc điện thoại iPhone 12 Pro, xe máy Honda SH1 và một số tiền của bạn gái và biến mất. Chị M sau đó nhiều lần liên hệ đòi lại tài sản, Thường yêu cầu chị M phải chuyển 10 triệu đồng mới trả lại. Gần đây nhất, cũng qua nhóm Hội Độc Thân, Thường quen chị H, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Khoảng 1 giờ ngày 20 tháng 3, Thường hẹn chị H và được bạn gái dẫn về nhà trọ để tâm sự. Lợi dụng lúc chị H đi vệ sinh, Thường lấy trộm điện thoại và máy tính xách tay rồi bỏ đi.